Ai quy định cư phụ nữ lớn tuổi là phải mặc những cái màu trầm màu tối? Ai quy định cư phụ nữ lớn tuổi là phải phụ giúp con cháu đi chợ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa? Ai quy định những cái chị em phụ nữ lớn tuổi là phải ngưng những cái hoạt động trong cuộc sống kể cả những công việc kinh doanh không có cái nguồn thu nhập riêng rồi lại phụ thuộc tiền bạc và con cái? Mình gần như nhá đi ngược lại hoàn toàn mọi người. Mình đã xây dựng được cho mình một cái cuộc sống một phong cách sống hoàn toàn khác biệt Ngay cả khi bây giờ mình đã là 68 tuổi Nhờ một lần mình đi nước ngoài Mình vào các cái cửa hàng đó Người ta bán những cái trang phục dành riêng cho phụ nữ lớn tuổi Quá ngạc nhiên Màu xanh, màu hồng, màu nõn chuối, màu trắng Và những cái cảm xúc đó nó khiến cho mình đó nhớ về một cái thời thanh xuân sôi nổi Nhớ về cái tuổi thơ của mình Nhớ về một cái cuộc sống rất nhiều màu sắc mà mình mong ước Cho nên là bây giờ mỗi ngày mình vẫn theo đuổi cái đam mê riêng của mình là âm nhạc và nhảy múa mình vẫn có những cái dự án kinh doanh riêng mình độc lập về mặt tiền bạc và thậm chí nhá khi con cái nó cần mình còn cho ngược lại và mình cũng không phải hy sinh cái thời gian quá nhiều để mà lo lắng phụng sự cho gia đình mà mình học cái cách cân bằng cái thời gian và ưu tiên bản thân mình mình chúc toàn thể các bạn dù các bạn đang ở độ tuổi nào hãy phá vỡ mọi cái khuôn mẫu mọi cái giới hạn để có một cái cuộc sống đầy mới mẻ và tự do nhé <laughs>